Tốt, bạn Quỳnh Trang ghi rất là rõ ràng đề bài vào đây. Lần sau như vậy phát huy nha. Hôm nay cô chữa bài cho Quỳnh Trang là đề bài về dạng Writing Task 1, Informal Letters. Lướt qua đề bài một chút, bạn nhận một cái lá thư từ người bạn nước Anh đúng không? Cô ấy hỏi bạn một số những thông tin về cái cách để làm sao mà giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Đây là một phần lá thư của cô ấy. Trong cái lá thư này thì có một số những cái chia sẻ là cô ấy phải ngồi máy tính cả ngày này, không có nhiều thời gian để tập và cảm thấy mệt mỏi. Và đang cân nhắc là đi tập gym nhưng mà cũng phải đi làm về muộn. Và nhờ mình là có thể suggest, recommend một số những cái cách để giữ khỏe mạnh không? Có thể cần một cái instructor, một cái huấn luyện viên riêng không? Hay là có thể tự tập? Và có cần phải mua một cái máy tập hay thiết bị tập hay để tập không? Và nó có tốn nhiều tiền không, đúng không? Và những cái câu hỏi này của bạn ấy chính là cái tiền đề để mình đưa vào nội dung chính của email của mình. Dear James, I'm very delighted to get your email. How's things going on? I wish everything is going well with you. I'm so sorry for not writing to you for so long. I have been busy this day to as a bee. Okay, cũng được. I'm writing this email to recommend to you some way that help to help you to keep fit. Ok, mở bài rất là đầy đủ, được rồi. I know that you are up to your ear in work. Ừ, cũng được. Thêm vào đi. Và phải dành cả ngày để nói thêm ý của bạn ấy ở trên ấy. And have to spend all day on working with computer, chẳng hạn thế, đúng không? Tôi biết đấy là bạn phải làm việc cả ngày với máy tính như thế đấy. Ôi, không phải task white này đâu. Thay vì đến gym, bạn có thể instead of, đúng không? Going to the gym, you can consider buying equipment to do exercise at home, such as treadmill, recuperate exercise bike, hay squat machine. Máy này thậm chí còn biết. Ok, another thing rồi. They help you to save. Bạn này biết nhiều từ mới rồi nhỉ? Ok, tốt nhá. They help you there. Ok. Em dùng it. It can help you to save. Sao lại tiết kiệm lãng phí thời gian là sao? To save time là được rồi. To save time. Besides, the equipment are not, không phải là một, ý là ok dùng thành ngữ đúng không? Mình dùng thế này nhá. Does not cost an arm and a leg. Còn dùng như kia là to be là sai đấy. Có thể dùng thêm, mở rộng thêm, compare to a fitness. Ví dụ như thế. Ngoài ra thì cái thiết bị này thì không đắt đỏ như là mua một khóa học fitness đúng không? Rồi cái này không phải là suitable không, tự bạn ấy quyết định. Đang nói về mua thiết bị, mình gợi ý thêm một số thiết bị đi. Hoặc là ok em gợi ý ở trên rồi nhỉ, thì có thể nói là you. Thôi, nói luôn, I think that you do not need an instructor. Hoặc là if you decide to buy one of those above thing I suggest, đúng không? Ý là mua một trong những thứ mà tôi gợi ý ở trên ý. Those above are suggested.
Rồi, thì mẹ, I think that you do not need an instructor. Thế là ví dụ bạn mua những cái máy này thì bạn không cần phải người hướng dẫn. Đại loại như vậy, vì you will be more feel free. Là sao nhỉ? Bạn sẽ cảm thấy nhiều. Bạn sẽ có cảm thấy nhiều. Oh no. Ý là bạn có lẽ là ý của em ở đây là nó sẽ thuận tiện hơn, nó sẽ linh động hơn đúng không? Về mặt thời gian. Nếu mình nói này là không toát được ý gì cả. Có thể nói sao? Ví dụ như là mình có thể gọi là doing exercise, hoặc là mình có thể dùng workout at home. Workout người ta cũng có hiểu là tập luyện đấy. Rồi có thể mang lại cho bạn nhiều những cái thuận lợi, chẳng hạn can bring you convenience and sự linh hoạt đúng không, flexibility, ví dụ như thế. Of time arrangement, ví dụ như vậy, sự linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian đó. Đấy là mình thêm được một từ, vài từ đắt mà mình lại không bị, ý của mình nó rõ hơn. Rồi moreover, ok, sang về diet rồi đúng không? You should eat a lot of fresh fruit to keep healthy. Ăn nhiều thực phẩm tươi để giữ cho cơ thể khỏe mạnh và có một cái thực đơn hợp lý. Câu này cô cũng chưa thấy rõ ý lắm. Ok nhá, mình có thể là you should eat a lot of hoặc là you should keep a healthy diet. Đơn giản thế thôi, bạn nên giữ một cái chế độ ăn lành mạnh. Hoặc là moreover, thôi mình nói này cho nó nghiêm trọng hơn đi, ví dụ thay đổi cái cấu trúc đi, ví dụ như là moreover, make sure that, hoặc là remember that, đúng không? Cô cũng hay, cô hướng dẫn cho bạn ở phía trên là cái bài đấy, remember that you have, đúng không, a habit of a healthy diet. Nghĩa là bạn có một cái thói quen ăn uống lành mạnh. Thế thôi. Đấy. Rồi là with diversity of vegetable and fruit and fish chẳng hạn như thế. Hoặc là đạm trắng chẳng hạn là and white meat chẳng hạn như vậy. Đấy, đây là những cái lời khuyên của mình cho bạn ý, thịt trắng. Ok rồi, can you tell me about your choice ok thôi cũng được, in the next email. Hỏi thì phải hỏi chấm. I'm looking forward to hearing from you. Rồi, oh, the best. Tên vào nhá. Trang này. Rồi.